Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Toyota Vios nó có những phiên bản, ví dụ phiên bản E, phiên bản G, phiên bản E thì có phiên bản số sàn, phiên bản số tự động. Còn ở phiên bản G là cái phiên bản cao cấp nhất, phiên bản số tự động rồi, cao cấp nhất, đầy đủ đồ nhất các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Toyota Vios này ở cái phiên bản G các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 8 vạn km rồi các bạn ạ. Và biển Hà Nội biển rất đẹp các bạn này. Đấy, 30A16933 các bạn nhé. Đấy, song tài 69 lại còn 33 nữa, cho nên là cái biển này rất đẹp nha, biển song tài, biển kép. Đấy. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chúng tôi cũng vừa mới mua về được đến cửa hàng thôi. Chưa có dọn rửa thế nào nhá, mua về như nào là tôi đem ra tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem chiếc xe này ngay đấy ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2014 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G 2014 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios G 2014 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2014 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.